Hôm nay sóc con có một chuyến đi rất là xa đó, các bạn có biết không? Con đi đâu đấy? À, sóc có một việc rất là quan trọng phải giúp cho bà, đó là báo tin cho các cô con gái về mau để chăm sóc cho bà. Bà đang bị ốm đấy. Thôi, tạm biệt các bạn, sóc con đi nha. Mình đã đến nhà của chị cả rồi. Chị cả ơi, chị cả ơi. Ai gọi ta léo léo đấy? Ai đấy? Chị ơi, em là Sóc Nâu đây. Em đến để báo tin với chị là mẹ chị đang ốm nặng đấy. Chị mau về để thăm mẹ chị đi. Ôi, mẹ chị đang ốm à? Ôi, chị thương mẹ chị quá. Nhưng chị phải cọ cho xong chỗ chậu này mới về thăm mẹ được. Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi. Sao? Chị nói sao? Thương mẹ? Thương mẹ mà đợi cọ chậu xong mới về thăm mẹ. Vậy thì chị hãy ở đây mà cọ chậu cả đời luôn đi. Sóc ơi, chị thương mẹ chị thật mà. Sóc không tin chị ư? Chị không có thương mẹ. Chị không xứng đáng làm con của mẹ. Chị chỉ đáng làm một con rùa thôi. Ôi, sao đầu của ta, lưng của ta lại thế này? Ôi, ta biến thành con rùa mất rồi. Ôi, ta xấu hổ quá. Đáng đời là chị cả mà không biết thương mẹ. Bây giờ mình phải nhanh chóng đến nhà của chị hai mới được. Hôm nay trời đã nắng lên rồi, đường con ta hãy mau lên đường thôi. Nhớ mọi người đưa giúp cho bà nào, là sắp con biết chân lời dặn nhỏ. Ôi, mệt quá. Nhưng còn một dặm nữa mới đến nhà của chị hai. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng đi thật là nhanh. Đến đó rồi tha hồ mà mình được nghỉ ngơi. Sẽ chỉ ô mây kim bên luồng kim, ô mây kim bên luồng kim. Chị hai ơi, chị đang làm gì đó? À Sóc à, em không thấy à, chị đang quay xe chỉ để may áo đẹp đấy. Có việc gì thế em? Chị ơi, em đến báo với chị là mẹ chị đang bệnh nặng đấy. Chị mau về thăm mẹ của chị ngay đi. Ôi, mẹ chị đang bệnh à? Ôi, chị thương mẹ chị quá. Nhưng chị còn phải quay xong xe chỉ này thì mới về thăm mẹ của chị được. Thương mẹ mà đợi quay chỉ xong mới về thăm mẹ. Vậy thì chị hãy ở đây mà quay chỉ cả đời luôn đi. Ôi, Sóc ơi, em đừng mắng chị thế mà. Chị không muốn biến thành nhện đâu. Ôi, nhưng sao? Ôi, đầu của ta, tay của ta. Ôi, tại sao lại như thế này? Ta đã biến thành nhện rồi sao? Ta thật là xấu hổ. Thật là thất vọng quá đi. Hai người con gái mà không ai biết thương mẹ. Bây giờ mình chỉ còn hy vọng vào chị Út mà thôi. Mình phải nhanh chóng đến báo tin cho chị Út mới được. Dồn bước nào ta thấy cô. Nhanh chân để tìm ai. Dồn bước nhờ cô Út đó. Mau ta cùng đi. Nhanh chân nào mau chạy thôi. Chị Út ơi. Chị Út đây. Chị ơi, mẹ của chị đang bệnh nặng đấy. Chị mau về thăm mẹ của chị đi. Thất vậy hả Sóc? Vậy dạ. Chị phải về ngay để chăm sóc mẹ. Dạ, chị đi đây. Chị ơi, đợi em với, sao chị đi nhanh quá vậy? Sóc con ơi, em đã vất vả nhiều rồi. Bây giờ em hãy lên lưng để chị cõng cho nhanh. À, thích quá. À, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ chính cha, cho tròn chữ hiếu hùng mới là đạo con. Sao giờ nay mà chưa thấy đứa nào về nhỉ?
chị em. Mẹ, mẹ ơi, con đã về rồi đây. Mẹ bị ốm như thế nào vậy mẹ? Đứa nào đây? Cây cả, cây này hay cây Út đây? Dạ, con là Út đây. Út của mẹ đây mà. Thế cây cả, cây này đâu? Sao còn có bàn thư đưa cho các chị không hả sao? Dạ, bà ơi, cháu, cháu. Mẹ, con cả đây, con hai đây, chúng con đã về như thế này đây. Trời, sao các con ta lại thế này cơ chứ? Trời Phật, sao lại thế này cơ chứ? Thưa mẹ, vì chúng con bất hiếu, không thương mẹ, không về chăm sóc mẹ. Bây giờ chúng con hối hận lắm, xin mẹ hãy tha thứ cho chúng con. Xin trời Phật dũ lòng thương cho thanh già này, cho các con của ta được trở lại thành người, vì chúng đã ăn năn hối hận cả rồi. Lạy trời, lạy Phật, lạy trời, lạy Phật. Mẹ, mẹ, chúng con đã trở lại thành người rồi. Mẹ, con cảm ơn mẹ, suốt đời này con không quên công ơn mẹ. Lòng mẹ bao la như biển hơi bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ em ơi như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm chân ta. Phần trình diễn của tổ 7 đến đây là hết.